Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật đa thâm sâu là tự tánh đều không và tự tánh đều lìa, thì vì sao sau khi Đại Bồ Tát tu chứng tánh bình đẳng của bát nhã ba la mật đa thì liền đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật dạy: Thiện hiện, các Đại Bồ Tát khi tu chứng tánh bình đẳng của bát nhã ba la mật đa, chẳng phải Phật Pháp có tăng có giảm, cũng chẳng phải các Pháp, Pháp định, Pháp trụ, Pháp tánh, Pháp giới, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, trơn như thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có tăng có giảm. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa thâm sâu, chẳng phải một, chẳng phải hai, cũng chẳng phải nhiều. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát nghe thuyết bát nhã ba la mật đa thâm sâu như vậy mà tâm không kinh, không sợ, không thối lui, cũng không nghi ngờ, thì Đại Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu đã đạt đến chỗ cứu cánh, an trụ vào địa vị Bồ Tát bất thối chuyển và mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thâm sâu có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì bát nhã ba la mật đa thâm sâu là hư không, không có, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu được không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu lìa bát nhã ba la mật đa thâm sâu, hư không chẳng có, tánh không tự tại, tánh không chắc thật, thì có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tánh không có thể hành tánh không được không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy lìa tánh không có pháp nào có thể đắc, có thể hành về không đó được không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì sắc uẩn cho đến thức uẩn có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì nhãn xứ cho đến ý xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, liền nhãn xứ cho đến ý xứ có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì sắc xứ cho đến pháp xứ có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa sắc xứ cho đến pháp xứ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy thì nhãn giới cho đến ý giới có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lìa nhãn giới cho đến ý giới có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sắc giới cho đến pháp giới có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy lìa sắc giới cho đến pháp giới, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới cho đến ý thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy lìa nhãn thức giới cho đến ý thức giới, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nhãn xúc cho đến ý xúc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vậy lìa nhãn xúc cho đến ý xúc, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy: Thiện hiện, không. Thiện hiện bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm chuyên sanh ra, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, địa giới cho đến thức giới, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa địa giới cho đến thức giới, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa nhân duyên cho đến tăng thượng duyên, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vô minh cho đến lão tử, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa vô minh cho đến lão tử, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thánh đế khổ tập diệt đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật,
Bạch Thế Tôn cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa cực hỷ địa cho đến Pháp Vân địa, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, năm loại mắt, sáu phép thần thông, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, có pháp nào có thể đắc, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ, có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của đại sĩ, có pháp nào có thể đắc,